các con ạ, bố nhắc lại là nếu như chết ở Việt Nam thì nên chôn tại Việt Nam. Điều này bố đã bàn với mẹ các con khi tên Kostas Seranis Nguyễn Văn Lập. Cánh chim không mỏi vì hòa bình, anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập cuối cùng đã trở về mãi mãi trong vòng tay bạn bè, đồng đội và nhân dân Việt Nam. Mảnh đất quân khu 5 là nơi ông đã đến với cách mạng, đã chiến đấu và gắn bó suốt tuổi trẻ của mình, và giờ đây lại đón ông vào lòng. Cả bốn người con mang hai dòng máu Hy Lạp Việt Nam đều có mặt để tiễn đưa cha. Chúng tôi vô cùng xúc động, vô cùng biết ơn lễ viễn và tuy điệu cha chúng tôi được tổ chức trang trọng chú đáo. Cha chúng tôi được may mắn gắn bó với Việt Nam, quê hương thứ hai của cha tôi. Các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, các đồng đội, bạn bè thân hữu và bà con nhân dân đã gửi vòng hoa cũng như về tham dự lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa đồng chí Kostas Nguyễn Văn Lập về với quê hương Việt Nam. Đến nhà. Bộ đội ta lúc đó không có cơm ăn, không có áo mặc, đặc biệt là không có giày mà đi theo mình trong giai đoạn đó. Cho nên cái đó là cái quý nhất. Anh muốn ở liền khu 5, chứ không muốn về. Thế thì bây giờ như vậy, một nửa thì ở Hy Lạp, một nửa được về đây, như vậy là thỏa mãn tấm lòng của anh và thỏa mãn bạn bè. Trong suốt 9 năm chiến đấu chống Pháp, rồi sau đó làm công tác địch vận, quản lý tù hàng binh Âu Phi ở Liên Khu 5, người chiến sĩ Hy Lạp mang cái tên giản dị Nguyễn Văn Lập đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất và nhiều huân huy chương khác. Từ năm 1965, ông cùng gia đình trở về sống và làm việc tại Hy Lạp. Ông cũng là người thành lập Hội Hữu nghị Hy Lạp Việt Nam, có những đóng góp đặc biệt để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đất nước và gắn bó với Việt Nam cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi sang Việt Nam, tôi hứa trước là có sẽ trung thành đến phút cuối cùng, mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn. Năm xưa, khi lựa chọn con đường tự do, trở thành một người lính cụ Hồ, ông Kostas Nguyễn Văn Lập là một người Việt Nam mới. Và giờ đây, khi lựa chọn mảnh đất khu 5 kiên cường làm nơi an nghỉ cuối cùng, ông đã trở thành một người Việt Nam quý.